Cái lạnh tràn về khiến tình hình dải đất vốn thảm khốc thêm phần tồi tệ khi gần như toàn bộ hệ thống y tế Gaza đã sụp đổ. Phụ nữ nơi đây đang phải sinh con trong lều với điều kiện thiếu vệ sinh. Khói từ bếp củi làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp. Bệnh nhân phải đi hầu hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác để tìm dược phẩm, nhưng thường không có kết quả. Nhiều người đã di tản về phía Nam trong thời tiết mùa thu ấm bất thường nên chỉ mang theo quần áo mùa hè. Giờ đây, tình trạng thiếu quần áo ấm, chăn nệm khiến họ lao đao. Trong bối cảnh này, các chuyên gia, nhân viên nhân đạo cho hay mối lo lớn nhất là dịch bệnh bùng phát. Theo Tổ chức Y tế Nhân đạo, Bác sĩ Không Biên Giới, điều kiện khắc nghiệt, đông đúc, thiếu nước sạch, ít giặt giũ là công thức hoàn hảo cho bệnh truyền nhiễm. Trong khi toàn bộ dịch vụ y tế hiện tại đều tập trung cứu người trong bệnh viện, tình trạng thiếu thuốc kháng sinh cũng làm tăng số ca tử vong do nhiễm trùng hậu phẫu. Trong khi những người bị bệnh mãn tính không thể tiếp cận thuốc men hay các dịch vụ chăm sóc khác. Nhưng những người tử vong trong hoàn cảnh này không được tính là nạn nhân chiến tranh. Các nhân viên y tế cũng không thể xét nghiệm để xác định bệnh bởi phòng thí nghiệm nằm ở bệnh viện Al-Shifa, nơi đã ngừng hoạt động. Tình hình giải đất thảm khốc như thời kỳ tiền kháng sinh bởi nguồn cung kháng sinh gần như đã cạn kiệt.